Được rồi, được rồi, không có nói nữa. Cha thấy hai đứa con tiếp xúc rất là tốt. Thêm thời gian nữa, cho dù cha mẹ không có nhắc, các con cũng sẽ... Dân Nhi, sau này hạnh phúc của chính con hãy tự mình nắm lấy. Ta và mẹ có con sẽ không can dự tới con nữa, ngăn cản con nữa. Thật không? Đương nhiên là thật. Vậy thì bây giờ chúng ta mau dọn đi. Tại sao vậy? Phải. Ôi da, cả nhà chúng ta không thể gây thêm quá nhiều phiền phức cho người ta. Huống hồ thân phận của chúng ta cũng là một vấn đề. Phương Thiên Vũ đối, hắn và phụ của chúng ta có quyết khởi thâm thù đó. Cái gì? Đâu thể nào có thể như vậy. Sao cha lại không nhớ? Cha có khi nào đắc tội với tên họ Phương? Thiên Vũ nói cha của hắn lúc trước là quản gia của Dương phụ chúng ta, không biết là vì tội danh mơ hồ nào đó đã bị bắn chết, còn đuổi cả cha mẹ của họ ra khỏi Dương phủ nữa. Cái gì? Ai? Đi ra, đi ra đi, đi 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 đi. Các người vô qua cho chồng của tôi mà. Đi ra đi mà, đi. Các người vô qua cho chồng của chúng tôi mà. Quang Nghiệt, Quang Nghiệt. Cha, mẹ, sư diệt có thần như vậy không? Câu chuyện này quá là phức tạp. Nói tóm lại một lời không nói hết. Tóm lên một câu, chính cha của hắn không có tốt, tự mình phải gánh lấy. Hơn nữa bây giờ nói chuyện này có lời gì? Cha, con tin tưởng cách làm của cha. Nhưng mà chúng ta có nên mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi chỗ này đi. Mẹ không muốn. Nè Ngọc Cầm. Mẹ à. Mẹ không muốn. Vân Hương, mẹ lâu rồi chưa có được ngủ giường. Mẹ không muốn trở về cái nơi mục nát đó nữa. Cha con bây giờ đâu có còn là Dương gia, chúng ta nhìn ra đâu có khác gì người bình thường. Chỉ cần cái nhà Ba Miễn chúng ta ngậm miệng thì hắn đâu có biết đâu chứ. Nhưng mà coi như mẹ năn nỉ con đi, tuổi cha mẹ cũng đã lớn rồi, chịu không nổi khổ sở nữa đâu. Con để cho cha mẹ sống vài ngày thoải mái đi. Hương Nhi, cha cảm thấy mẹ có con nói rất có lý. Hay là tạm thời ở lại trước. Thân phận của chúng ta nếu mình không có nói, không có ai biết được đâu. Hơn nữa chúng ta bây giờ không còn đường nào để đi. Cha thấy Thiên Vũ đứa con này không có giống như người cha của hắn. Nội từ cái điểm hắn có thể cứu con, trong lòng đứa con này cũng rất là lương thiện. Được rồi, được rồi. Không đi nữa. Không đi nữa. Không đi nữa. Không đi nữa. Vụ đó ông có thiệt là không đây hả? Nghe nói ông muốn đi bắt Quỳnh Bảo Thiên đó. Đúng vậy, cái tên này buôn lậu ác phiền, đương nhiên phải bắt. Tôi nghe nói Quỳnh Bảo Thiên hậu thuẫn rất lớn, nếu không đâu gông cùm như vậy. Mặc kệ hậu thuẫn cỡ nào, dù sao tôi phải bắt hắn lại. Đội trưởng, đừng có sáng chống nghe. Coi chừng đánh cướp không thành, mình cũng lại bị hại. Tôi còn nghe nói kẻ chống lưng cho hắn là thượng cấp của chúng ta đó. Thiệt đó. Đội trưởng, tổ thứ tư tuần mổ A Lương Đại Bảo vừa mới đi tuần hai con đường gì đây, mọi chuyện bình thường. A Lương Đại Bảo, vất vả các người. Các người thay đổi áo quần, theo ta đi tới một nơi. Đi đâu? Đừng có hỏi, khi tên này sẽ biết. Đi thôi ta. Đi đi. Đi. Đội trưởng, bây giờ mình đi đâu? Dẫn các người đi gặp một người. Đi thôi ta. Ông à, mua qua đi. Xin lỗi với cô hai, ta không mua. Qua đi. Ê, tiểu mùi à, mùi dáng dấp xinh đẹp quá. Đừng có đụng tới tôi, buông tôi ra, buông ra. Xảy ra chuyện gì đội trưởng? Con gái này đẹp quá, đem về hầu hạ cho dài dài đi hả? Ê, đem hắn về đi. Ba người đã bị mù mắt rồi, có phải hay không? Không biết ta lại à? Đương nhiên là biết. Ngươi là tên như Sờm, nổi tiếng khủng khiếp. Tốt. Vợ ra tự tử người, ta bảo đảm bắt tự tử người vì câu nói này phải trả giá. Mày à, các huynh đệ lên.
Cô nương, chạy mau. Đội trưởng, mau lên bắt chúng cho ta. Chạy chạy. Đội trưởng, người bảo ông nói hôm nay chúng tôi đi coi có phải là tên đó không? Đúng vậy, hắn tên là Quỳnh Bá Thiên, là một thuyền trưởng lớn nhất ở đây. Hiếp nam bả nữ, duyên nhìn là biết không phải người tốt. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, so với chuyện mà hắn đang làm ở trên này lớn hơn nhiều. Hắn còn làm cái gì? Mua bán ái phiện. Tại sao lại không bắt hắn về mặt chính pháp? Ta cũng muốn bắt hắn, nhưng mà không có chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ thì mình đi kiếm chứng cứ là được rồi. Ta cũng muốn chứ, nhưng mà ta nghe nói bộ trưởng và nhà thuốc quán đều không phải nơi dễ dàng vào được. Muốn tìm được chứng cứ đâu có dễ chứ. Ông hãy yên tâm đi, tôi về đại bảo sẽ giúp ông. Ừ, tôi không tin là chúng ta không làm gì được đâu. Chỉ cần là mình canh hắn cho chắc, nhất định sẽ có chứng cứ. Ừ, được, ta chờ tin các người. Ta rất thưởng thức các người. À, nè nè nè, cạn ly. Có len. Ở đây nè. Ừ. Trà đi nha. Bá phụ à, tu lên ông thật giỏi đó. Ê, không dám, tự lớn rồi không được nữa. Bá phụ quá khiêm nhường, câu tục ngữ nói là gừng càng già càng cay. Nè, cậu không những cứu được tiểu nữ, còn chăm sóc cho nó một khoảng thời gian dài. Ta và bá mẫu của cậu lần nữa trong lòng rất là cảm kích. Nè, tôi hôm nay mượn qua cuốn Phật kính cậu một ly biểu lộ thành ý. Bá phụ khách sáo quá, gặp được dân hương một cô nương tốt như vậy làm vinh hạnh, làm vinh hạnh cho cháu. Tiểu nữ bất tài, có những việc không có hiểu chuyện, mong cậu hãy bao hàm cho. Bá phụ nói đâu vậy, thật sự thì cháu cảm thấy dân hương rất là thông minh, rất dễ thương, tâm địa lại hiền lương nữa. Coi cậu khen nó kìa, trên người nó còn rất là nhiều khuyết điểm cậu chưa có phát hiện. Bá phụ, cháu là một người nhanh miệng, có chuyện gì ở trong muốn nói thẳng. Cháu rất là thích dân hương. Cháu muốn đề thần dòng, cháu bảo đảm cháu sẽ suốt cuộc đời tốt cho cổ. Ông đối với cháu có ý kiến gì không? Cậu thật là muốn cưới tiểu nữ? Nếu như mà có nửa chút hư tình giấy sẽ bị trời đánh. Hiền điệt, thế sự khó lường, con người suốt cuộc đời có thể gặp phải chuyện khó khăn bất ngờ và đả kích. Người có thể bảo đảm bất luận ở dưới tình trạng như thế nào đều thủy chung hiền đãi con gái của ta? Trời đất làm chứng. Bá phụ yên tâm. Được, như vậy hôn sự này ta đồng ý. Nè, cảm ơn bá phụ. Bá phụ, uống thêm đi. Được. Dân Hương, mẹ thấy Thiên Vũ đối với con thật là thật tâm lắm. Bây giờ lại là đại đội trưởng của từng mẫu phòng tương lai như gấm. Đồng ý hôn sự này, bất luận là với con hay là đối với chúng ta đều là chuyện tốt rồi. Đúng vậy, huống hồ gì cha cũng đã hứa với người ta. Nhưng con không có hứa. Cha thấy con đối với hắn cũng đâu có tệ, cho nên cha mới làm chủ cho con. Dân Hương, nhà chúng ta không có giống như lúc trước. Bây giờ bị lọt vào hoàn cảnh như vậy, có thể tìm được một nghĩa tế điều kiện không tệ, đối đãi tốt với con như vậy là may mắn lắm rồi. Nhưng mà con không có thích hắn. Con nghĩ lại xem, đại loạn như vậy có thể nào tìm được người bảo vệ con như Thiên Vũ? Coi như là đã thắp hương rồi đó. Hơn nữa, lúc trước Cảnh Thọ con cũng nói là không thích,
cuối cùng không phải là cũng đồng ý hay sao? Thành thân sống với nhau, sống lâu với nhau sẽ thích thôi con à. Con thích không có nổi. Con phải nói thật với cha, không phải trong lòng con vẫn còn có nhớ tới cái tên hát kịch đó chứ? Sao con lại hồ đồ như vậy hả? Hả? Chuyện đã xảy ra lâu như vậy mà trong lòng con vẫn không có thể quên. Nói không chừng bây giờ nó đã chết rồi, không còn trên thế gian này nữa. Ông đại ca chết không có nổi. Ông đại ca chết không có nổi đâu. Vân Hương à. Có chuyện gì? Tại sao cô lại khóc? Xin lỗi với Thiên Vũ ca. Cho dù cha của ta có hứa với người, ta cũng không có thể lấy người đâu. Tại sao vậy Vân Hương? Ta thật tâm thật ý đãi tốt với cô mà. Thiệt đó, ta sẽ cứu cô trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất ở trên đời. Thiên Vũ ca, ngươi không phải là cỏ cây, đâu có thể vô tình. Lòng tốt của ngươi đối với ta, ta đều nhìn thấy hết. Ta từ trong đáy lòng cảm kích ngươi. Không, tôi không muốn cô.